Chào bạn, tôi Hải Bùi đây. Hôm nay tôi sẽ trình bày với bạn một cái nguyên tắc lưu một bộ chứng từ hoàn thành của một nghiệp vụ thì các bạn sẽ lưu như thế nào, tức là sau khi mà ghi vào cái sổ nhật ký chung xong á, ví dụ sau khi ghi vào nghiệp vụ đây nè. Đó. Thì các bạn sẽ lưu cái bộ chứng từ như thế nào? Lưu làm sao để sau này chúng ta dễ tìm. Đúng không các bạn? Lưu làm sao để 2-3 năm sau từ cái quyển sổ nhật ký chung này chúng ta dò một cái nghiệp vụ này, chúng ta tìm ra được một bộ chứng từ đầy đủ cái nghiệp vụ này, chứ không phải lưu là để phục vụ cho cơ quan thuế đâu nha các bạn. Cơ quan thuế là một phần thôi. Chúng ta lưu làm sao mà 2-3 năm sau từ sổ nhật ký chung này chúng ta lấy ra, chúng ta tìm ra được cái bộ chứng từ này một cách đầy đủ. Tức là nhìn vào bộ chứng từ đó, ở 2022 chúng ta nhìn lại bộ chứng từ của 2016, chúng ta biết được bản chất của cái nghiệp vụ này là gì, tức là giải thích được thì chúng ta lưu thành công. Còn bạn nào mà lưu chứng từ của cái nghiệp vụ này nè mà nó có 5 cái chứng từ mà nó nằm rải rác ở 5 nơi là bạn đó lưu chưa thành công. Rồi các bạn hiểu nguyên lý chưa? Nguyên lý là chúng ta lưu cái bộ chứng từ của cái nghiệp vụ này hoàn thành là lưu chung vào một sách, chứ không được lưu riêng các bạn. Lưu chung, ví dụ như cái nghiệp vụ này nó hoàn thành, nó bao gồm 5 cái chứng từ gốc và một cái chứng từ ghi sổ, thì chúng ta lưu cái chứng từ ghi sổ sắp trước và 5 cái chứng từ gốc đó sắp theo sau, sắp theo trình tự thời gian. Thì ở năm 2022 chúng ta nhìn lại năm 2016 chúng ta mới hiểu được cái nghiệp vụ này. Còn mà bạn nào mà lưu cái nghiệp vụ này là 5 chứng từ gốc lưu ở 5 nơi là chỉ chịu chết. Là sau này những bạn nào mà làm kế toán mới tiếp nhận cái công ty từ số liệu kế toán của các bạn thì bạn đó sẽ không bao giờ nắm được. Rồi các bạn hiểu chưa? Và các bạn làm sao? Các bạn làm sao các bạn? Nhiều bạn bây giờ rất là xem thường cái chỗ này, rất là xem thường cái cột đánh ký hiệu đây nè, rất là xem thường các bạn, đánh liên tục liên tục. Nhiều bạn ví dụ như có một cái nghiệp vụ này mà các bạn đánh như thế này nè, ví dụ nha, một cái nghiệp vụ là nợ nè, ví dụ như mua hàng hóa về nhập kho, mà các bạn do làm dịch vụ kế toán mà nên hạch toán trả bằng tiền mặt luôn chẳng hạn. Ví dụ nha. Đó. Đây. Rồi, ví dụ như đây là 1.4 triệu, các bạn hạch toán trả bằng tiền mặt luôn nè. Thì nhiều bạn á đánh cái ký hiệu chứng từ ở chỗ này nè. Đây nè. Đánh ký hiệu chỗ chứng từ ở chỗ này. Đánh cái chỗ này nè, đánh làm sao đây? Đánh như thế này các bạn. Các bạn khi mà mình hạch toán vô cái file Excel á, file Excel chỗ này có phải là ghi sẽ hai dòng đúng không? Dòng thứ nhất á, dòng thứ nhất là sẽ ghi là nợ của 1561 nè. Nợ 1561 nè. Và có cái gì? 111 nè. Là 1 triệu. Rồi. Dòng số 2. 1 triệu. Dòng số 2 sẽ ghi là nợ của gì? 133 và có của gì? 111. Chỗ này là 100.000. Và ngay chỗ cái số ký hiệu chứng từ ở chỗ này nè. Cái ký hiệu chứng từ ở chỗ này số nè. Bạn đánh vậy nè các bạn. Đây là nhập kho. Nên ghi là phiếu nhập hàng hóa. Phiếu nhập hàng hóa. Ví dụ năm nay 22 01, đó ví dụ vậy. Rồi. Còn cái đây không có nhập hàng hóa mà chi tiền, đánh là BC 2201, ví dụ vậy. Đó, đánh như thế này nè. Như vậy bây giờ các bạn hiểu cái cột này là gì? Cái cột này nó chính là ký hiệu của chứng từ ghi sổ dùng để lưu chứng từ sau này. Cái cột này nè là cái cột số ký hiệu trên chứng từ ghi sổ, ví dụ như thế này. Đây, chứng từ ghi sổ là chứng từ có chữ nợ và chữ có ở trên này. Chứng từ ghi sổ là chứng từ có chữ nợ và chữ có ở trên này. Đây mới gọi là chứng từ ghi sổ.
Chứng từ ghi sổ là có chữ nợ và chữ có, và cái ký hiệu trên chứng từ ghi sổ đây nè, nó chính là cái cột này. Vậy được không? Như vậy cái cột này là cái cột mà các bạn sẽ mở những cái file để lưu chứng từ ghi sổ. Cái tên file lưu chứng từ ghi sổ nó chính là tên của ký hiệu chứng từ. Ví dụ chúng ta đánh cái chỗ này là KT, thì chúng ta sẽ có một cái file tên là phiếu kế toán. KT là phiếu kế toán, được chưa? Chúng ta đánh ký hiệu là BC thì chúng ta có một cái file tên là phiếu chi tháng 1 hoặc là năm 2016 luôn, chẳng hạn lưu theo năm hoặc là lưu theo tháng, được không? Còn đối với là sổ phụ ngân hàng, ví dụ cái đây nè, đây là báo có của ngân hàng VCB, còn đây là cái gì, báo nợ của ngân hàng, đây là báo có ngân hàng ICB, đây là báo nợ của ngân hàng ICB. Thì đối với ngân hàng, các bạn nếu mà các bạn mở file, nếu mà các bạn mở cái file theo ký hiệu chứng từ này thì ngân hàng ICB các bạn sẽ có hai file, một file báo có và một file báo nợ. Nhưng mà đối với ngân hàng nó đặc thù thì chúng ta không có lưu như vậy, mà chúng ta mở cái file theo dõi là theo tên từng ngân hàng, tức là ngân hàng ICB riêng, gộp ngân hàng ICB, gộp chung cái báo nợ và báo có chung luôn. Cái đây là do ngân hàng nó đặc thù như vậy để chúng ta dễ kiểm soát. Còn nếu mà các bạn mở cái file, một cái file là báo có ngân hàng riêng và một file báo nợ ngân hàng riêng, được không? Vẫn được bình thường. Như vậy cái cột này, cái cột này là cái cột rất là quan trọng. Không phải muốn đánh sao là đánh đâu. Mình đánh là mục đích để mình lưu ra một cái file lưu chứng từ, được không? Dùng để lưu chứng từ sau này. Chúng ta đánh cái ký hiệu gì thì cái tên file nó sẽ là lưu, nó sẽ là như vậy. Chúng ta đánh ký hiệu là KT, tức là mặc định là phiếu kế toán, thì chúng ta sẽ có một cái file là phiếu kế toán theo tháng, chẳng hạn theo tháng 1 nếu mà nó nhiều, còn nếu mà nó ít quá, công ty nó ít quá thì chúng ta lưu theo năm. Rồi, được chưa? Đây là phiếu nhập, thì chúng ta sẽ có một cái file là phiếu nhập, ok, chứ không phải là với cái nghiệp vụ như thế này, chứ không phải là các bạn làm như thế này. Đây, một cái nghiệp vụ nhập kho, một cái nghiệp vụ nhập kho mà nó có cái sổ, đây là số hiệu chứng từ nè, mà nó có hai cái ký hiệu về chứng từ ghi sổ luôn, là bạn này không biết làm kế toán, bạn này đánh chơi vui thôi, bạn này đánh chơi vui. Đánh như thế này là lưu chứng từ làm sao, đúng không? Đánh như thế này lưu chứng từ làm sao? Bạn này không hiểu gì về kế toán cả, bạn này học như vẹt, đúng không? Các bạn nên nhớ là một nghiệp vụ kinh tế phát sinh như thế này nè, nếu mà nó ảnh hưởng tới nhiều kế toán, nếu mà nó ảnh hưởng tới nhiều kế toán thì tốt nhất là chỉ có một người ghi sổ thôi. Một nghiệp vụ kinh tế phát sinh xảy ra chỉ có một người ghi sổ thôi, cho dù ảnh hưởng nhiều kế toán. Nếu mà các bạn ghi như thế này á, mà công ty của các bạn có kế toán kho và có kế toán thanh toán thì làm sao mà lưu chứng từ đấy? Nếu mà cái nghiệp vụ này nè mà các bạn hạch toán như thế này là chỉ có những cái công ty dịch vụ kế toán thôi, công ty dịch vụ kế toán mới hạch toán như thế này thôi. Còn các bạn mà làm ở full time ở một công ty á, full time ở một công ty thì ngay chỗ này nè, đây là nhập kho, cho dù trả bằng tiền mặt thì các bạn sẽ ghi là nợ của gì, 1561, nợ của 133 và có của 33, có của 331 trước các bạn, rồi sau đó các bạn mới trả tiền nợ 331 và có của gì, 111. Thì đây các bạn xem nè, có phải là nghiệp vụ này nhập kho mà cho dù trả tiền thì nó ảnh hưởng tới kế toán kho nè, và kế toán công nợ, và kế toán thuế, đúng không? Và cái nghiệp vụ này nó ảnh hưởng tới kế toán công nợ và kế toán thanh toán, đúng không? Dễ tôi tổ chức nè, cái nghiệp vụ này là cho kế toán kho nhập, kế toán kho theo dõi công nợ nhập, được không? Thì chúng ta sẽ đánh ký hiệu là gì, là phiếu nhập 220100 chẳng hạn đó.
Còn qua đây khi mà thanh toán thì cái đây nó ảnh hưởng tới ông kế toán thanh toán với lại ông kế toán theo dõi công nợ nè, nhưng mà cái đây là chỉ cho ông kế toán thanh toán hạch toán thôi. Đây chúng ta sẽ đánh là BC 22.01.001. Nếu mà chúng ta làm như thế này, có phải là cái nghiệp vụ này nè nó phát sinh tại ông kế toán kho trước đúng không? Thì ông kế toán kho ổng sẽ lưu chứng từ là gồm cái gì? Chứng từ ghi sổ là phiếu nhập nè và kèm theo bộ chứng từ gốc. Còn cái chỗ này là ông kế toán kho ổng sẽ lưu, ông kế toán thanh toán ổng sẽ lưu cái gì? Chứng từ ghi sổ là phiếu chi và kèm theo cái gì? Giấy đề nghị thanh toán từ ông kế toán kho và theo dõi công nợ này ổng gửi qua. Còn các bạn mà ghi như thế này á thì làm sao các bạn lưu chứng từ, làm sao phiếu chi là phiếu chi kèm theo bộ chứng từ gốc à, phiếu chi kèm theo bộ chứng từ gốc. Như vậy ông kế toán kho làm sao ổng đối chiếu với thủ kho đây? Ông thủ kho là ổng phải nhập kho, là ổng phải dựa vào phiếu nhập, mà giữa ông thủ kho và ông kế toán kho thì về mặt nguyên tắc hai ông này phải ghi sổ trên một chứng từ. Như vậy nếu mà ghi như thế này, có phải ông kế toán kho ổng đang ghi sổ dựa vào phiếu chi không? Còn ông thủ kho ổng ghi sổ dựa vào đâu? Thủ kho không thể nào mà ghi sổ dựa vào phiếu chi cả. Nên cái người nào mà hạch toán như thế này là không biết làm kế toán, tức là chỉ là dành cho những cái công ty mà làm dịch vụ kế toán mới làm như thế này thôi. Công ty nào mà dịch vụ kế toán, những bạn sinh viên mới ra trường mới làm như thế này, học trong trường nè, nhập kho trả bằng tiền mặt, hạch toán như thế này và đánh ký hiệu như thế này mới đâu. Đánh ký hiệu như thế này lưu chứng từ làm sao? Một nghiệp vụ kinh tế phát sinh xảy ra mà có hai chứng từ ghi sổ, một nghiệp vụ kinh tế phát sinh xảy ra mà có hai chứng từ ghi sổ là sai 100%. Cái ký hiệu trên đây gọi là ký hiệu của chứng từ ghi sổ nha, ký hiệu trên đây là ký hiệu chứng từ dùng để ghi sổ, và theo sau chứng từ dùng để ghi sổ nó là chứng từ gốc, được không các bạn? Một nghiệp vụ kinh tế phát sinh xảy ra không thể nào mà đánh hai ký hiệu chứng từ ghi sổ trên này được. Rồi các bạn rõ chưa? Đây tôi ví dụ các bạn cách lưu chứng từ đây. Ví dụ đây các bạn, đây tôi nói cái nghiệp vụ này nào, là thanh toán tiền thuê nhà văn tiền thuê văn phòng nè 3 tháng nè, các bạn ghi nợ 242 có 11212 thì cái đây là bên bên nào các bạn? Bên nào chi tiền bằng tiền gửi ngân hàng đúng không? Thì tôi đánh ký hiệu đây, chứng từ ghi sổ này, thì muốn chi tiền thì chắc chắn là phải có hợp đồng đúng không các bạn? Đây đầu tiên là phải có hợp đồng, rồi sau đó công ty mình lập cái ủy nhiệm chi, ở đây có một cái hợp đồng nữa nha, công ty mình mới lập ủy nhiệm chi nè đó, được không? Chi tiền 24 triệu, đây đây là chứng từ gốc ủy nhiệm chi, đây chứng từ gốc nè. Chúng ta làm sao ký tá rồi đem đi ngân hàng chúng ta chuyển khoản, chúng ta chuyển khoản xong thì ngân hàng nó sẽ cấp cho chúng ta giấy báo nợ nè, đây giấy báo nợ của ngân hàng 24 triệu. Rồi đây cũng gọi là chứng từ gốc, và cuối tháng chúng ta lên ngân hàng chúng ta lấy sổ phụ ngân hàng, đây là sổ phụ ngân hàng, rồi được chưa, là 24 triệu đây. Như vậy chứng từ gốc của cái nghiệp vụ này nè, chứng từ gốc của cái nghiệp vụ chi tiền gửi đây nè, chi tiền trả tiền thuê văn phòng đây nè, chứng từ gốc đây nè, nó có 3 chứng từ: ủy nhiệm chi, giấy báo nợ của ngân hàng và sổ phụ ngân hàng, và kèm theo nữa là cái hợp đồng. Dựa vào chứng từ gốc đó chúng ta mới lập một cái chứng từ ghi sổ đây. Đây chính là giấy báo nợ nè, nó có chữ nợ và chữ có nè, và đây là cái ký hiệu chứng từ nè, đó các bạn rõ không? Đó chúng ta đánh ký hiệu BN nè, VCB nè, đây BN VCB nè, thấy không? Chúng ta kèm cái chứng từ gốc này nè, các bạn thấy không? Tôi ghi nè, tôi ghi nè, kèm theo chứng từ ghi sổ này nè, nghiệp vụ số 7 nè, 1-4 nè, tức là có 4 chứng từ. Đây bộ chứng từ nè là chứng từ ghi sổ sắp trước là giấy báo nợ, đây chứng từ ghi sổ có chữ nợ chứ có nha, đây được lập dựa vào chứng từ gốc, chứng từ gốc có ủy nhiệm chi, giấy báo nợ ngân hàng và sổ phụ ngân hàng và kèm theo hợp đồng. Do cái hợp đồng này là nó mang tính chất dài hạn, chúng ta không kẹp chung vô mà chúng ta lưu một cái file hợp đồng riêng. Hợp đồng nào mà mang tính chất mà ký dài năm thì chúng ta lưu riêng, không cần kẹp vô cái nghiệp vụ phát sinh đâu, được không? Rồi như vậy cách lưu chứng từ làm sao? Thứ nhất, người nào mà ghi cái nghiệp vụ này là người đó sẽ lưu chứng từ của cái nghiệp vụ này.
lưu chứng từ thì luôn luôn là chứng từ ghi sổ là có chữ nợ và chữ có sắp trước, rồi sau đó mới kèm theo bộ chứng từ gốc để giải thích cho cái nghiệp vụ này. Thì bộ chứng từ đầy đủ của nghiệp vụ này nó có 1, 2, 3, 4 cái chứng từ, 1 chứng từ ghi sổ và 3 cái chứng từ gốc. Được không các bạn? Như vậy thì chúng ta có thể làm sao? Đây, nói lại cái chỗ này, sổ phụ ngân hàng ở chỗ này, VCB, thì chúng ta có thể tạo thành một cái file là báo nợ ngân hàng VCB tháng 1 hoặc là năm 2016. Đó là cách lưu thứ nhất. Nhưng đối với ngân hàng thì nó vừa có báo nợ và báo có luôn. Nếu mà chúng ta tổ chức hai cái file báo nợ và báo nợ riêng và báo có riêng thì điều gì sẽ xảy ra? Lúc đó chúng ta tốn hai cái file, tốn hai cái file cùng là một ngân hàng nhưng mà vừa có báo nợ và vừa có báo có, mà chúng ta tạo ra hai cái file như vậy thì nó sẽ tốn file. Nên chúng ta đối với ngân hàng, chúng ta tạo ra một cái file lưu chứng từ theo tên từ ngân hàng, tức là ngân hàng VCB chúng ta có là sổ phụ ngân hàng VCB. Được không các bạn? Sổ phụ ngân hàng VCB, chúng ta in cái sổ phụ ngân hàng theo tháng hoặc là theo năm, rồi chúng ta in tiếp cái sổ tiền gửi ngân hàng mà chúng ta ghi vào sổ đó kẹp chung vô, rồi sau ở đằng sau đó chúng ta mới kèm theo cái bộ chứng từ gốc đầy đủ là báo nợ và báo có. Đây, kèm theo bộ chứng từ gốc đầy đủ là báo nợ và báo có của từng ngân hàng. Rồi vậy ok chứ các bạn? Chúng ta kèm theo bộ chứng từ đầy đủ là báo nợ nè, báo nợ nè kèm theo bộ chứng từ gốc này, và báo có kèm theo bộ chứng từ gốc sắp theo sau cái sổ phụ ngân hàng. Rồi được chưa? Đây tôi nói một cái ví dụ tiếp theo. Đây ví dụ tiếp theo nè. Đây, vấn đề đây là nghiệp vụ nhập kho nè các bạn thấy không? Đó, đây là nghiệp vụ nhập kho. Nè, nhập kho 1601001 nè. Nhập kho 1601001. Thì đây là nhập kho nè, mua tiền chưa trả tiền, mua nguyên liệu chưa trả tiền nè. Thì đây cái nghiệp vụ nhập kho đây các bạn. Đây cái nghiệp vụ nhập kho. Thì bộ chứng từ gốc của nó nè, nó bao gồm phiếu đề xuất mua nè, hợp đồng nè, hóa đơn nè, phiếu xuất kho của công ty Hà An. Hà An nè, biên bản bàn giao nè, đây bộ chứng từ của nó đây các bạn. Đây nghiệp vụ số 8 nè, đó. Đây chứng từ gốc nè, là phiếu đề nghị xuất mua vật tư, phiếu đề xuất mua vật tư. Rồi, kèm theo sau tức là hợp đồng, sếp chấp nhận rồi mới tiến hành làm hợp đồng mua bán. Đây cái chứng từ số 2. Sau khi mua thì bên bán của mình nó sẽ xuất cho mình cái tờ hóa đơn. Đây là chứng từ số 3. Rồi, được các bạn. Rồi sau đó là sẽ có gì? Biên bản bàn giao. Biên bản bàn giao, nếu có được nữa thì nó có thêm cái phiếu xuất kho của cái bên bán nữa, nó xuất, nó gửi cho mình. Thì toàn bộ chứng từ gốc của cái nghiệp vụ này nó bao gồm là phiếu đề xuất, hợp đồng, hóa đơn, phiếu xuất kho, biên bản bàn giao, kẹp theo sau nó chính là phiếu nhập kho. Phiếu nhập kho nó có chữ nợ và chữ có. Đây các bạn, phiếu nhập kho này có chữ nợ và chữ có nè, và cái ký hiệu chứng từ là NK1601001. Như vậy đây là phiếu nhập kho, nó là chính là chứng từ ghi sổ. Chúng ta in ra, chúng ta kèm theo sau nó là nguyên một cái bộ chứng từ gốc này. Đó, chúng ta lưu như vậy thì cái bộ chứng từ này nó mới hoàn chỉnh được. Và chúng ta có một cái file, cái file lưu tên là phiếu nhập kho tháng 1 2016 từ số máy tới số máy. Còn nếu mà nó ít thì chúng ta có phiếu nhập kho năm 2016. Thì cái phiếu nhập kho này nó kèm theo sau là 5 cái chứng từ gốc. Còn nếu mà các bạn lưu phiếu nhập kho riêng, phiếu đề xuất riêng, hợp đồng riêng, hóa đơn riêng, biên bản bàn giao riêng thì thôi, không bao giờ mà người ta hiểu được cái nghiệp vụ này hết, và tìm kiếm chứng từ nó lộn xộn hết. Được không? Vậy qua cái vấn đề này tôi muốn nhắn nhủ cho các bạn một cái vấn đề. Khi mà các bạn ghi cái nghiệp vụ này thì luôn luôn phải có một cái chứng từ ghi sổ sắp trước và kèm theo sau bộ chứng từ gốc. Chứng từ ghi sổ được lập dựa vào chứng từ gốc. Chứng từ gốc
từ tất cả các phòng ban khác nó tập hợp về, nó gửi cho các bạn, các bạn kiểm tra nó phù hợp quy định công ty, quy định nhà nước rồi, lúc đó mới lập cái chứng từ ghi ghi sổ, được chưa? Ok không? Và tôi thấy nhiều bạn làm dịch vụ kế toán á, đang lưu chứng từ á, là lưu riêng các bạn, là lưu riêng, tức là làm sao? Tức là mỗi cái một kiểu, phiếu nhập kho một file, hóa đơn mua vào kẹp chung với lại tờ khai thuế giá trị gia tăng, kẹp theo với bản kê mua vào bán ra đó, biên bản bàn giao kẹp riêng, rồi được chưa? Lưu như vậy là không ổn, không ổn tí nào cả. Rồi qua đây tôi muốn nhắn nhủ cho các bạn một cái vấn đề là gì? Các bạn làm sao các bạn làm, nhắc lại một cái nguyên tắc, không phải các bạn chỉ làm ở công ty dịch vụ kế toán, mà các bạn mai mốt sẽ làm ở những cái công ty mà phòng kế toán của mình có 5-7 người, 8 người, 9 người, 10 người, tức là làm ở full time một công ty, không phải công ty dịch vụ kế toán, thì cái nguyên tắc mà phân công công việc của từng người trong phòng kế toán á, cái nguyên tắc đó rất là quan trọng. Phòng kế toán có 5 người thì cái người kế toán trưởng, người ta sẽ phân công công việc của 5 người này như thế nào, và cái cách lưu chứng từ của 5 người này như thế nào, đó là một bài toán. Và cái nguyên tắc của tôi là người nào ghi sổ, người nào mà hạch toán thì 100% người đó sẽ lưu bộ chứng từ đầy đủ, là gồm có chứng từ ghi sổ kèm theo chứng từ gốc. Nguyên tắc là như vậy, áp dụng ngay nguyên tắc này vào công ty của các bạn đi. Người nào mà ghi sổ là người đó lưu chứng từ. Mở một cái file, tất cả các ký hiệu trên này các bạn đánh bao nhiêu ký hiệu, đây gọi là ký hiệu của chứng từ ghi sổ, các bạn đánh bao nhiêu ký hiệu thì các bạn phải tạo ra những cái file lưu chứng từ bấy nhiêu cái tên, lưu chứng từ theo tên ký hiệu chứng từ ở trên này, gọi là chứng từ ghi sổ. Các bạn tạo trên này bao nhiêu ký hiệu chứng từ ghi sổ là các bạn phải tạo ra những cái file tên y hệt như vậy. Và một bộ chứng từ đầy đủ là phải lưu tập trung, là gồm chứng từ ghi sổ sắp trước kèm theo sau là bộ chứng từ gốc hình thành nên cái nghiệp vụ đó, không được lưu riêng từng chứng từ gốc ở mỗi nơi, là nó dễ thất thoát về chứng từ và làm cho việc tìm kiếm và giải thích sau này rất là khó khăn. Ok rồi, cảm ơn các bạn. Bạn nào thấy video này hay hữu ích cho tôi một like, comment và share, nhớ đăng ký kênh và bấm vào cái chuông để ủng hộ tinh thần tôi ra nhiều video hơn để phục vụ cho các bạn. Rồi, chào tạm biệt các bạn.